Xin chào các bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Coroshop 24h. Với uy tín của mình trên thị trường Việt Nam, Coroshop 24h luôn luôn chọn ra những sản phẩm tốt nhất để đem tới tay người tiêu dùng. Và hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bạn dòng sản phẩm nước bổ gan giải độc Taewoong do hãng Samsung bảo trợ. Đây chính là sản phẩm nước bổ gan của chúng tôi ạ. Như các bạn biết thì gan là một bộ phận rất là quan trọng trong cơ thể chúng ta. Vậy thì chúng ta không thể mà cứ dùng nó mãi mà không có gì bổ dưỡng, giống như là một cái xe đúng không ạ? Thì phải phải thay dầu để cho nó hoạt động trơn tru hơn. Vậy thì gan cũng thế thôi. Tại vì sao tôi lại nói là chúng ta nên sử dụng cái sản phẩm nước bổ gan này? Tại vì sản phẩm này nó có rất nhiều công dụng đáng chú ý các bạn nhé. Thứ nhất, nó thanh lọc cơ thể, làm mát gan, bảo vệ gan cho chúng ta này. Thứ hai, đối với những các anh ạ, xin lưu ý là đối với những các anh mà thường xuyên phải tiếp khách, tham gia các cuộc bia rượu, thì đây chính là một giải pháp rất tốt cho các anh đấy ạ. Vì khi mà các anh sử dụng cái sản phẩm nước bổ gan này thì nó sẽ giải độc hết những cái độc tố ở trong rượu bia. Hơn nữa là thường sau khi những cuộc say rượu đấy thì có phải là khi tỉnh dậy các anh sẽ thấy khô họng, rát họng, muốn uống nước và cảm thấy rất đau đầu, cơ thể mệt mỏi đúng không ạ? Vậy thì khi các anh sử dụng các cái sản phẩm nước giải độc bổ gan này thì nó sẽ giúp các anh giải độc những cái độc tố trong rượu bia, sẽ làm cho cơ thể khi tỉnh dậy chúng ta sẽ không bị đau đầu này, chúng ta sẽ không bị mỏi cơ thể, hay là cái tình trạng mà khát nước thì nó cũng sẽ giảm đi tối thiểu ạ. Còn đối với chị em phụ nữ thì sao ạ? Nó cũng là một điều rất là tuyệt vời. Khi mà các chị em phụ nữ uống sản phẩm này ạ, thì nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta mát hơn, thì sẽ trị được mụn nhọt, trị được nám tàn nhan, nên là da dẻ chúng ta sẽ hồng hào và đẹp hơn. Hơn thế nữa là sản phẩm này còn nó còn giảm viêm, giảm đau do các viêm nhiễm trên cơ thể gây ra, nó tăng sức đề kháng cho chúng ta. Đấy chính là những công dụng rất là tuyệt vời của nước bổ gan Taewoong của Hàn Quốc do Samsung bảo trợ ạ. Để làm sao mà sử dụng sản phẩm này một cách hiệu quả nhất để phát huy hết tác dụng cho gia đình của chúng ta, thì bây giờ Ngọc Hoa sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng sản phẩm để hiệu quả nhất nhé. Thưa các bạn, đây chính là sản phẩm nước bổ gan giải độc gan của Taewoong của Hàn Quốc. Các bạn có thể nhìn thấy ở ngay sản phẩm có hình lá gan đây ạ. Khi nhận sản phẩm thì các bạn kiểm tra là nó vẫn còn dán hai sản phẩm sẽ có tem niêm phong của hãng ở hai bên nhé các bạn nhé. Đây, bên đó, bên trái và bên phải đều có tem, và nó sẽ có một cái tem 7 màu có tên hãng này và trang web của hãng ở phía trên này. Bây giờ tôi sẽ bóc sản phẩm ra cho các bạn xem này. Đây, bên trong nó sẽ gồm có 6 hộp như thế này ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhấc cái hộp này ra. Đấy, hộp đây. Trong mỗi một hộp này thì sẽ có 5 gói. 5 gói này. Mỗi gói có dung tích là 70ml các bạn nhé. Đối với người lớn thì một lần chúng ta sẽ uống, một ngày chúng ta sẽ uống 1 đến 2 gói này. Đối với trẻ em thì chỉ uống một nửa gói cho một ngày thôi nhé. Và đây là sản phẩm dạng nước, nên các bạn chỉ cần cắt chéo này, cắt chéo cái góc này, các bạn có thể tu trực tiếp, uống trực tiếp tại gói, hoặc là đổ ra cốc tùy vào mình uống. Nếu như các bạn mà uống ấm, thích uống ấm thì có thể cho thêm một ít nước nóng vào, nhưng mà đừng cho nhiều quá nhé, vì sẽ làm loãng cái dưỡng chất của sản phẩm. Và nhớ là lắc kỹ trước khi sử dụng. Nếu không, đối với trẻ em thì chúng ta uống không hết thì chúng ta nên để vào trong tủ lạnh để bảo quản. Đến ngày hôm sau trước khi uống thì chúng ta phải để ra ngoài để cho nước bổ gan hết lạnh, xong rồi chúng ta mới được cho con mình uống. Vì nếu như mà chúng ta uống lạnh thì nó sẽ không thẩm thấu và nó sẽ không tốt, nó sẽ không phát huy được hết tác dụng của sản phẩm. Đối với những ai mà hay phải uống rượu bia ấy ạ, thì trước khi uống rượu là chúng ta nên uống một gói này. Khoảng trước khi vào cuộc rượu khoảng độ 1 tiếng thì chúng ta nên uống một gói này. Và đến sau khi uống rượu xong nhá, thì khi mà tỉnh dậy, nếu như mà có thể, có điều kiện,
các bạn không quá say thì sau khi uống rượu xong các bạn cũng nên uống. Còn nếu như mà quá say rồi, không thể tỉnh được nữa, thì khi mà chúng ta tỉnh giấc thì chúng ta nên uống một gói sản phẩm nước bổ gan này, nhưng nên uống với nước ấm. Vì khi mà chúng ta say rồi, chúng ta uống nước lạnh vào nó sẽ không tốt nhá. Thì các bạn nên pha với một chút nước nóng và để uống dạng ấm thì nó sẽ tốt hơn. Vâng, vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn về những công dụng cũng như là hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm nước bổ gan Taewoong của Hàn Quốc. Với tiêu chí của chúng tôi, chất lượng là uy tín, nên chúng tôi luôn luôn đem đến những sản phẩm chất lượng nhất và uy tín nhất đến tay các bạn để cải thiện sức khỏe của các bạn cũng như là gia đình của các bạn ấy. Nên là khi các bạn nhận hàng, nếu như các bạn cảm thấy sản phẩm mà không hài lòng, các bạn có thể hoàn trả lại cho chúng tôi. Chúng tôi miễn phí đổi trả hàng trong vòng 7 ngày. Để tìm hiểu thêm về sản phẩm nước bổ gan Taewoong Hàn Quốc hay bất cứ một sản phẩm nào của Hàn Quốc thì các bạn có thể vào phần chat online của siêu thị trực tuyến coroshop24h.com để đội ngũ nhân viên tư vấn của chúng tôi tư vấn cho các bạn, hoặc là gọi điện ngay theo số hotline 0904886428 để được tư vấn và mua hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.